Dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 lần này là cơ hội vàng để ngành du lịch vực dậy sau thời gian trầm lắng vì dịch Covid-19. Các điểm du lịch tại Hậu Giang đưa ra nhiều dịch vụ, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách, ghi nhận của phóng viên thời sự. Nằm cách trung tâm quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ khoảng 18 cây số và cách trung tâm thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang tầm 50 cây số. Khu du lịch Làng Bè Hai Khanh, huyện Châu Thành là điểm đến thú vị cho những ai yêu thích thiên nhiên quang sơ. Trải dài gần 3 hecta, điểm nhấn của khu du lịch là những ao bèo xanh mướt. Đến đây, du khách có cơ hội trải nghiệm sông nước miền Tây trên những chiếc bè thả trôi theo dòng nước. Những món ăn đậm chất đồng quê như cá lóc nướng trui, gà nướng đồi đồng, cùng thực đơn gần 40 món là một phần không thể bỏ qua khi đến với Làng Bè. Bên cạnh những cái món ăn mà chúng tôi đã chuẩn bị cho du khách thì bên cạnh đó chúng tôi đã có chuẩn bị cho những cái bạn nhỏ trang trại rất là dễ thương, thì các bạn sẽ đến đây và trong khi ba mẹ và gia đình đang quây quần ăn chung với nhau thì các bạn nhỏ có thể đến và tham quan đảo thỏ này, cũng như là chúng ta có thể đến tham quan vườn xoài, và trên đảo đó thì mình sẽ có nuôi cả con gà và con vịt rất là dễ thương, và mình tin chắc rằng là gia đình sẽ có được những cái ngày nghỉ rất là vui vẻ tại ở đây ạ. Về Hậu Giang dịp lễ này, du khách có thể trải nghiệm chèo thuyền sức. Đây là bộ môn được nhiều bạn trẻ yêu thích và trở thành trào lưu du lịch miền sông nước. Khu dã ngoại Bamboo Garden ở xã Thạnh Quà, huyện Phụng Hiệp sẵn sàng các hoạt động thể thao dưới nước và hoạt động cắm trại về đêm, phục vụ nhóm khách từ 15 đến 20 người. Mình sẽ có những cái căn lều lưu trú lại dành cho những cái khách thích dã ngoại và camping. Thì khách du khách về đây vào buổi tối thì mình có thể mình đốt lửa trại. Rồi mình có thể mình cùng kết hợp với người dân để mình đi đánh bắt cá ở của miền sông nước nè, rồi mình có thể đi chèo thuyền ở dòng cái bờ kinh này cũng rất là hay. Kính thưa quý khán giả, còn tại các vườn trái cây đang làm loại hình du lịch sinh thái ở Hậu Giang cũng đã bắt đầu rộn ràng đón khách. Và dịp lễ năm nay trùng với mùa dâu chín, đây sẽ là cơ hội để quý vị và các bạn cùng với bạn bè tận hưởng không gian trong lành bên những vườn trái cây xung cảnh triệu quả. Vườn dâu Bé Hai ở xã Dị Tân, thành phố Vị Thanh và vườn dâu Thiên Ân ở phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy là điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thích không gian miệt vườn. Với điều kiện thổ nhưỡng màu mỡ cùng sự chăm chút tỉ mẩn của người trồng tạo ra những vườn dâu đẹp mắt, mở ra không gian lý tưởng gắn kết bạn bè, người thân thông qua các hoạt động vui chơi, chụp ảnh, thưởng thức trái cây tại vườn. 21 điểm tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh hoàn toàn mở cửa trở lại, hứa hẹn một dịp lễ sôi động với nhiều trải nghiệm ấn tượng đến miền đất Hậu Giang.